Bạch sư cho con hỏi bài kệ Quán Tam Tướng: tất cả hành vô thường, khi nào thấy bằng tuệ, khi ấy nhàm chán khổ, đó là đạo thanh tịnh, vân vân. Kính xin sư giải thích và ví dụ cho con được hiểu bài kệ này. Nghĩa là khi nào quý vị thực hành tứ niệm xứ mà bản thân quý vị tự thân trải nghiệm, thấy rõ các hành là vô thường, các hành là khổ, các pháp là vô ngã, thì đó là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Thì đó là phương pháp quý vị đang thực hành tứ niệm xứ đấy. Và cái mà ba bài kệ này đó là nói khi nào mà mình tự thân trải nghiệm, chứ không phải mình chỉ nói bằng miệng. Thì khi nào mà tự thân trải nghiệm thì khi ấy mình sẽ nhàm chán các khổ.